dẫn cả nhà cách làm bông hoa này nhé. Nguyên liệu của chúng ta là củ su hào. Đây là phần lá của củ su hào, gân lá của củ su hào. Đây là phần bên trong của củ su hào. Còn đây là hoa. Dụng cụ của chúng ta có này, dao nhọn. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng phần lá trước này. Đây chúng ta sẽ được một cái lá dài. Chúng ta kịch tỉa phần cánh. Cái lá này thì tùy ý mọi người thôi, theo cảm hứng mọi người thích nó nhiều thì thành nhiều, mà ít thì thành ít. Đây, về cơ bản thì nó như thế này thôi, rất là đơn giản. Chúng ta tỉa về khung hình của lá này. Sau đó chúng ta sẽ tỉa bên trong. Lần lượt như vậy, chúng ta tỉa hết cái lá theo cái đường gân. Với cái lá này thì mọi người nên mua cái con dao này nhé, thì làm nó dễ hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta làm bằng dao nhọn cũng được, nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút. Cứ mỗi một cái lá thì chúng ta sẽ tỉa một cái bên trong. Đây, chúng ta sẽ được một cái lá to như thế này rồi. Đúng không? Tiếp đến cái phần, hai cái phần chúng ta cắt thừa ra này. Chúng ta tiếp tục sẽ được những cái lá khác nhé. Đây. Chúng ta sẽ làm những cái lá bé hơn. Lưu ý cái chỗ rạch này, chúng ta để một đường thẳng trước nhé. Đó, sau đó chúng ta lách sang hai bên hai đường, rút ra. Đó, sẽ ra được cái hình đẹp luôn. Tiếp đến bên dưới cũng vậy, đi một đường thẳng, sau đó chúng ta lách hai bên. Đó.
đến đây rồi, nếu mà thích thì chúng ta cắt luôn từ đây cũng được, hoặc nếu không thì chúng ta tỉa thêm đây cũng được. Hình lá thì mọi người có thể là không cần thiết, nó phải chuẩn chỉnh, nó cứ theo ý thích của chúng ta thôi. Mẹ Bảo Hân thì yêu cái sự tự do, cho nên là mẹ Bảo Hân tỉa hoa cũng sẽ không có cái công thức nào rõ ràng đâu. Đây, được một cánh lá nữa đây nhá. Này đi. Đây là cái cành, chính là cái phần lá của cái cây, phần lá của củ su hào đấy. Đó, mọi người có thể chỉnh để sao cho nó mềm mại hơn một chút, đúng không ạ? Đây, nó giấu nó vào đây. Cái này thì chúng ta có thể bày trên đĩa rất là đẹp. Cái mẫu này bày đĩa rất đẹp các bác nhé. Lát nữa mẹ Bảo Hân sẽ trỏ bông ngoài chỗ này. Đó. Bây giờ mẹ Bảo Hân sẽ hướng dẫn đến phần bông hoa này nhé. Đây, củ su hào của chúng ta. Ta bổ ra. Tiếp. Các bác có thể làm bằng su hào, bằng cà rốt, củ cải đều đẹp. Đây nhé, dụng cụ của chúng ta đây. Đi một đường tròn trước này. Sau đó chúng ta đi những đường tròn chung quanh. Đến đây thì nó hơi thiếu một chút, cho nên chúng ta sẽ đi một lửa cánh thôi nhé. Bạn tỉa cái phần vị này. Đó, bây giờ chúng ta có cái nhụy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần này nhé. Mọi người cắt đến đây này. Thường thì một số cái nó sẽ bong ra luôn, nhưng một số cái chúng ta phải tỉa. Các bạn tỉa đây. Đến đây mà chúng ta thấy nó không được ưng ý, chúng ta dùng luôn cái này, chúng ta chốt xuống.
Chúng ta tỉa lại cánh nhé. Mọi người nhìn mẹ Vân làm nhanh cái này một bông nữa nhé. Phí này. Đây là nó bị hụt mất rồi này. Một, hai, ba, bốn, năm. Chúng ta có thể làm bằng củ cải nhé. Bé hơn một chút. Với bông hoa bé hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhỏ hơn này. Đây, độ to nhỏ khác nhau. Cái to này là dùng cho cái bông to. Nhỏ chúng ta sẽ dùng cho bông nhỏ nhé. Làm y tương tự như cái to. Chúng ta làm 5 cánh nhé. Với cái bé thì chúng ta làm, với một bông hoa bé thì ta làm cái hoa bé thì chúng ta dùng bằng cái cây bé hơn này. Cái cây vừa lấy mẹ Bảo Hân hướng dẫn thì nó là cái cây to này nhá. Nhớ ra được bông này. Đó. Bây giờ mẹ Bảo Hân sẽ làm cây bé để ra được bông bé. Tương tự như cái hoa kia.
chúng ta xoay cái vòng nó to ra một chút thì chúng ta sẽ được cái năm cánh vừa đều, còn nếu không thì nó sẽ hay bị thừa ra một chút. Một, hai, ba, bốn. Mình chỉnh lại một chút thế này nhá, thì đi nữa chúng ta cắt nó sẽ không bị vướng. Có vậy là ta cắt được. Đây. Chúng ta tỉa phần lụa nhụy. Chúng ta cố gắng hết sức khéo léo, nếu không thì nó sẽ bị gãy mất nhé. Cắt hết cái phần bên ngoài đi. Đây được một bông bé. Ngoài việc làm bằng củ su hào thì chúng ta còn có thể làm bằng củ cải cũng được. Đây nhá, mẹ bảo làm một bông củ cải cho mọi người xem này. Mọi người có thể đổi để cái cánh hoa nó khác hơn một chút. Bằng cái này con ơi, đi ngủ đi con. Làm gì vậy? Đây, mọi người có thể chuyển bông hoa thành cái nụ nhỏ nhé.